Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh nấu ăn của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm kẹo me, hay còn gọi là me nghèo đường, hoặc là gọi là mứt me cũng được nha. Thì món ăn này có vị chua chua, ngọt ngọt và mặn mặn lại cay cay nữa, rất là ngon. Kẹo me sau khi làm xong thì các bạn sẽ cho vào trong cái hộp á. Mình sẽ đậy kín lại rồi mình để vào ngăn mát tủ lạnh á. Mình dùng từ từ, cái me nó sẽ dẻo với lại dai và ngon lắm các bạn. Thì mình mời các bạn cùng xem video nha. Hi, xin chào các bạn. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn là 300g me. Me này thì mình mua me ở ngoài chợ, chỗ mà rau cải ta bán để nấu canh chua các bạn mua đó. Còn đây là 300g đường, đường cát trắng. 300g me sẽ là 300g đường nha. Đây là ớt bột. Còn bên đây là muối, chút xíu muối thôi, một muỗng cà phê muối được rồi. Còn bên đây là 200g đường để mình áo qua cái viên kẹo. Tiếp theo mình sẽ sử dụng nước lọc á. Mình cho 200ml nước vào trong cái chảo. Tiếp theo mình sẽ cho đường vào trong nước. Các bạn cho me vô luôn cũng được. Còn không thôi các bạn quậy đường tan hết rồi thì mình cho me vô, tùy ý thích các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho me vào trong nước đường. Thì mình cũng xên mứt me giống như các loại mứt khác vậy á. Giờ thì mình sẽ dầm me ra. Mình dầm cho nó nhuyễn hết luôn. Rồi mình để lửa riu riu thôi nha. Với lại hồi nãy mình cho hơi nhiều nước. Các bạn sử dụng 100ml nước được rồi. Cái me này nó nhừ ra nè các bạn. Mình xên như vậy hoài luôn nha. Mà có bọt á thì các bạn nhớ là vớt bọt ra. Chứ không thôi á, mấy cái sợi me nó rớt ra thì mình lấy ra nha, để lát mình vò viên á, cho nó dễ. Mình vò viên kẹo á, cho nó dễ. Cái này hồi nãy là mình sử dụng 200ml nước á, thì thành ra nó hơi nhiều. Các bạn sử dụng 100ml nước được rồi nha. Mình để ít nước á các bạn, mình sẽ xên mau hơn nha. Các bạn lần sau thì để ít nước lại xíu cho mình. Mà cái này cũng không sao, mình xên hơi lâu xíu thôi. Mình cứ để lửa ghi ghi hoài cho từ từ nó cạn nước lại nha. Các bạn nhớ là đảo đều. Giờ các bạn thử coi me nó có chua nhiều hay không, hay là đường có ngọt quá không, thì mình nêm lại nha. Mình nêm lại lần nữa cho vừa với khẩu vị của các bạn. Để nó sệt, để lửa riu riu thôi, cho nó sệt lại xíu nữa là được nha các bạn. Cái phần me này nó đa sệt lại như vậy là được rồi nè các bạn. Giờ thì mình sẽ tắt bếp nha, mình nhắc xuống. Với lại nếu mà các bạn thấy mà như vậy mà mình nhắc xuống mình vò không có được á, thì các bạn cho thêm miếng bột năng vào nha. Thì nó sẽ dẻo rồi mình dễ làm lắm. Không thôi các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh á. Cái này nè nó sẽ hơi cứng cứng lại rồi mình vò rất là dễ nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần mà ớt bột của các bạn. Mình sẽ cho vào trong đường với lại chút xíu muối luôn nha. Mấy bạn thích ăn cay thì mình bỏ thêm vào. Bây giờ thì mình trộn cái này lên. Để lát mình vào viên kẹo á, xong cái mình cho vào đây nha. Thì nó có vị mặn mặn rồi cay cay nữa, ngon hơn. Mình sẽ dùng cái muỗng á các bạn, mình dít lên một chút xíu me như thế này. Cái mình cho vào tay. Thì các bạn nhớ rửa tay sạch rồi mình hãy làm nha. Với lại mình dò cục me mà mình đeo bao tay á, thì rất là khó làm. Nên các bạn thông cảm cho mình nha, mình đeo bao tay thì rất là khó. Cái mình cho kẹo vô trong đường này nè, mình áo qua một lớp. Vậy là xong rồi đó các bạn. Mình cũng sẽ làm tiếp tục như vậy luôn nha. Mình nói cái này cho các bạn để các bạn lưu ý nè. Khi mà mình làm me xong, mình sơn me xong á, cái nó sệt sệt, nó dẻo dẻo á, các bạn tắt bếp á, mà mình thấy hơi khó làm hay là nó còn hơi nhão á, thì các bạn cho một miếng bột năng, mình cho trực tiếp lúc mà me mình nó còn nóng á, mình cho vô. Rồi sau đó các bạn để ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng á, là me nó sẽ hơi hơi cứng lại, các bạn làm nó rất là dễ hơn nha. Các bạn ơi, vậy là mình đã làm xong món mứt me nè các bạn. Món ăn này có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn, rất là ngon luôn. Các bạn hãy làm món ăn này cho mấy bé cùng thưởng thức nha, hoặc là gia đình mình, bạn bè mình thưởng thức và rất là ngon nữa. Thì video của mình đến đây đã kết thúc. Mình chúc cho tất cả các bạn luôn nấu ăn ngon và thành công với món kẹo me này nha.
Bye bye, chào tạm biệt.